cha 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 la 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 la. Kẹo dẻo mà kỳ quá. Đâu rồi? Trời, trời ơi trời, em thấy anh Lam làm cái gì không hả? Em ăn xả rác cái gì tùm lum tà la vậy xòi? Em lớn đâu phải nhỏ đâu xòi. Nè, anh làm gì cứ một tiếng xòi hai tiếng xòi vậy? Em nói cho anh biết nha, tuy là ở nhà anh là anh ba của em, là chồng của chị Dừa, nhưng ở công ty này á, em là phó giám đốc. Anh phải kiêm rõ ràng là phó giám đốc xoài. Nhớ chưa? Không em đuổi việc anh á. Yes sir. Bà phó giám đốc xoài, bà cần tôi dạy lụm rác bỏ vô thùng không? Hay quá phó giám đốc. Được hết nói. Từ thầy giáo. Ồ, oh, bà xã yêu quý của anh. Bà xã về rồi hả bà xã? Hôm nay sao em đẹp, em đẹp quá, em đẹp quá. Em đẹp quá em ơi, em đẹp quá. Nè, em nhắc lại cho anh nhớ nha. Đây là công ty nha, không phải ở nhà nha. Em có cương vị là giám đốc nha. Xưng hô cho sở. Trời ơi, cái gì đâu mà anh muốn anh, ý em muốn là không muốn cho anh nói này kia. Em là vợ của anh, anh có quyền, công ty này anh có quyền kêu bà xã anh đẹp là cứ khen. Ui, thậm chí không những khen mà anh có thể. Đây là công ty nha, là nơi văn minh lịch sự nha. Em sợ phải không? Em sợ ai? Anh đâu có sợ ai đâu. Em không sợ, nhưng mà em sợ. Em không sợ cái gì? Em không thích đó, là chồng em cương vị một giám đốc là bảo vệ vậy đi. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Ý là em chê anh phải không? Không phải là chê, nhưng mà em muốn đâu đó rõ ràng rành mạch. Dạ, bây giờ mình dùng tới tiếng Anh phải không? Xin lỗi anh lại. Dạ. Xin chào giám đốc Coconut Dừa. Xin chào, xin chào phó giám đốc Mango Xoài. Vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa? Hả? Hả? Ủa, sao vậy? Đâu vậy? Cái gì? Chưa nói chuyện xong mà. Cái gì vậy? Đây là công ty, xin mọi người xưng hô cho rõ ràng. Phải hỏi là anh tổ trưởng bộ vệ đi đâu? Ok. Ok. Anh đi đâu vậy chị? Chị chắc xuống dưới chị ca trực với mấy bảo vệ. Nguyên cái công ty có mình ảnh làm bảo vệ mà. Chắc xuống dưới tự chia ca trực cho mình chứ đâu. Tiền vàng đâu em? Anh ơi, tiền vàng em không có. Anh này anh chu cấp cho em không mà. Em đó bây giờ trong người anh chỉ có cái điện thoại và tu cụ bắp này thôi. Anh mà có lấy anh cho em xin lại cái sim để em còn mừng ăn nha anh. Dạ. Cái này bán được nhiêu tiền? Trời, mười mấy ngàn đó anh. Không biết xài. Đưa tiền mặt đi. Nếu không thì ta sẽ cướp xác. Trời ơi, cướp xác. Anh ơi, anh đừng có cướp xác em. Nín. Anh đừng làm vậy. Bà nghĩ sao bà nội? Bà nghĩ sao cướp xác bà cho bà nội? Xê ra. Cướp là cướp thằng này nè. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Ta cướp bà lộ với anh luôn vậy. Có tiền không? Dạ, em không có tiền. Không có tiền thì ta cướp sao? Thế gian ơi, hỡi thế gian, quyền cao chức trọng rồi được gì? Chết đi cũng chỉ có nấm mồ xanh. Còn tôi là người mê thôi, khi chết cũng có nấm mồ xanh. Mình chưa sẻ hả? Không có.
Anh đọc thơ ơi, anh đọc thơ. Kêu kêu tôi hả? Chắc là mấy người này thấy thơ tôi hay quá nên kêu lại. Lâu lâu mới gặp được tri kỷ à, mình qua mình kết làm bạn liền. À, xin chào. Hello, anh đọc thơ. Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Ủa cảm gì trời ơi, lớn rồi mà đi đâu ra đường cầm dao mũ chi vậy ông? Dạ cạo râu. Cạo râu luôn? Dạ. Cầm đi. Ui đau thiệt, đau thiệt. Ui sao tiền nhiều quá vậy? Của anh này. À của anh này, vui quá giỡn à. Thôi nè bây giờ bỏ qua đi ha, tôi đọc thơ cho nghe. Hồi nãy chưa nghe rõ không? Ngồi xuống đi, nghe thơ xong ngồi đi. Thơ hay lắm, thơ hay lắm rồi nghe. Thôi tôi đi, ngu xong. Ê anh ơi. Anh ơi, anh để nó đi luôn đi, đừng có cho nó nghe thơ. Anh ơi, nó không nghe thơ đâu. Cái anh nó chân dài, anh chạy nhanh quá. Nó không chịu. Thôi giờ còn hai người, anh lại nghe đọc thơ nè. Thôi không nghe anh đọc thơ đâu, em cảm ơn anh trước à anh ơi. Nếu như mà không có anh tới đây hả, xem chúng nó là tại đây sẽ xảy ra một vụ cướp hiếp vô cùng nghiêm trọng đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Anh ơi, tụi em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ dạ, thôi, tôi không cần tiền bạc, không cần cảm ơn, tôi chỉ cần hai bạn nghe tôi đọc thơ được rồi. Thơ hay lắm. Thế gian ơi hỡi thế gian, quyền cao chức trọng để được gì, chết đi chỉ còn nắm mồ xanh. Còn tôi là người mê thơ, khi chết cũng có nắm mồ xanh. Anh ba mới đi ra ngoài có chút xíu à, mà về để yêu đời làm thơ nữa. Em nghĩ là có nhân tình ở bên ngoài á. Em ơi, em đừng có mơ tưởng. Anh quẩn nhà em á, ngoài chị ra không ai dám yêu quẩn đâu. Yên tâm chuyện đó đi. Mà cho dù á, ảnh mà có nhân tình ở ngoài ha, trời. Đi. Chị không có thiết tha gì đâu. Đi, chị cho đi hết. Đi hết. Chị nói thiệt với em. Chị ơi, cho em hỏi có anh quẩn đây không chị? Thiếp. Cho con hỏi có anh quẩn đây không Thiếp? Ai tìm quẩn vậy? Anh quẩn. Trời ơi, anh quẩn đẹp trai. Chào em. Trời ơi. Bình thường thôi, ai cũng khen vậy hết. Trời ơi, tới tận công ty luôn kìa. Tay thật là rắn chắc. Cảm ơn. Dạ. Đây không phải là chỗ massage hả? Cảm ơn. Dạ. À, tìm tôi có chuyện gì à? Dạ, em có công chuyện. Công chuyện gì? Để xin ra coi, để chị cho em biết đây. Nè, cô kia. Dạ. Cô kiếm anh quận có chuyện gì hả? Chào mọi người, khỏe không? Mọi người khỏe không? Tôi khỏe. Cái gì mà căng thẳng quá vậy? Anh quen. Dạ, trời ơi, anh Quẩn. Dạ, chào anh Quẩn. Chào cậu. Dạ, tới công ty là đầu tiên là em phải chào anh Quẩn trước á. Chào mấy đứa này sao là chào mấy đứa. Khỏe không, tôi gương mấy đứa. Nè, nhỏ này thư ký nè, phải không? Nhỏ này trợ lý của thư ký nè, phải không? Hả? Đây là công ty. À. Đây là vừa vợ tôi. À. Còn đó là phó giám đốc. Chị vừa là giám đốc công ty này anh. Ở chức vụ giám đốc mà dạ xin lỗi chị, dạ bắt tay tôi lần lần nữa chị. Em vô em thấy chị coi như là trong tư thế mà coi như là hung dữ quá, em không biết chị là giám đốc hay là người thường. Dạ, em tới đây là em gắt chuyện của chị sao đi, nói chuyện chị sao đi, chuyện này mới quan trọng. Dạ đúng dạ. Rồi anh Quẩn ơi, coi anh Quẩn coi, sau khi mà đọc được cái tập thơ của anh đó anh, em coi như là em cảm thán mà em nao lòng nức nở vậy đó anh. Quá, xúc động lắm đúng không em? Thì thế nào ngắn gọn thôi. Thơ nó hay xám hồn luôn anh ơi. Bình thường thôi, ai cũng khen mà. Hôm nay em tới đây là để em đưa cho anh cái cuốn sổ này, để anh chép toàn bộ thơ của anh là để em đem đi xuất bản. Dạ mời anh. Từ xưa giờ rất nhiều người cảm nhận được thơ của thầy mà chưa giờ ai xuất bản. Dạ. Trời ơi. Sai lầm lớn của nhân loại. Kể từ ngày hôm nay ta nổi tiếng rồi. Đó. Cái tướng đi của anh là anh làm nhà thơ là nó cũng quay hùng này không? Đó, thành thử ra cái tướng đi quay hùng của anh vậy là bảo vệ cho công ty anh nha. Vệ sĩ riêng. Vệ sĩ riêng. Quá trời quá đất luôn rồi. Trời ơi. Như thế này thì chắc chắn là anh Quẩn sẽ thích thôi. Ây chà, ở đây coi. Anh bảo vệ. Kêu đúng tên mới được. Tổ trưởng, tổ bảo vệ. Anh tổ trưởng, tổ bảo vệ. Đúng tên rồi đó.
Anh ơi, anh đi làm về hả? Mệt không? Anh ra đây ăn ăn cháo. Nói chuyện đừng đụng tay đụng chân. Anh đi làm về mệt rồi, em có nấu cháo, cháo hào nè, với lại cháo hến rồi, cháo nghêu, em trộn hết ở trong này, ngon lắm á anh. Không đói. Không đói hả? Anh ăn rồi hả? Cái gì vậy? Anh ăn với ai vậy? Hả? Ăn ở đâu vậy? Ăn hồi nào? Ăn hôm qua. Anh ơi, bây giờ anh không ăn cũng được, anh uống nha. Em có xay sinh tố nè. Đó, sinh tố nè, ngon lắm. Sinh tố táo với lại dưa hấu nè, rất là tốt cho sức khỏe. Không khác. Không khác hả? Anh ơi, anh đi làm bảo vệ em mệt quá. Thôi để em đấm lưng cho anh nha. Không mỏi. Anh, lột đồ ra đi. Không, em nói anh cởi đồ ra, đi lên trên phòng tắm đi. Sạch rồi, khỏi tắm. Thôi mệt quá đi. Anh đứng lại đó, anh làm gì cứ đi qua đi lại hoài vậy hả? Em phải trả lời tôi chứ. Hả? Bộ, anh qua bên cái công ty kia anh làm rồi hả? Phải không? Nói. Không trả lời được không? Không, tôi ra lệnh cho anh trả lời đó. Nói cho cô biết, đây là nhà chứ không phải công ty. Đừng lấy chức giám đốc mà bắt thằng bảo vệ này muốn làm cái gì làm. Đừng có mơ. Tôi nói cho cô biết là tôi no rồi. Tôi ăn với một đại gia rồi. Bye bye. Trời đất ơi, đi ăn với đại gia cái tướng đi thiên kiếp. Trời ơi. Trời ơi, nói chuyện tiếng con có khi nào xúc phạm anh Quẩn vậy? Rồi cái anh bỏ, nó không có làm với chị nữa không? Đúng rồi, gặp em cũng bỏ chị nữa. Người ta là chồng chị mà, phải con chị đâu mà chị xúc phạm, chị la đó, chị chửi bới ảnh vậy. Nè nha, bây giờ anh mới bỏ công ty thôi đó, nhiều khi không anh bỏ chị luôn, anh dọn đồ ra khỏi nhà luôn á. Nói gì vậy? Hả? Nói gì cái gì? Không có làm mạnh cho người ta mà còn nói gì nữa. Nè, bây giờ chị muốn em bỏ đi giống anh Quẩn hả? Chị khổ tâm lắm. Chị có là em thì cũng xuất phát từ tình thương thôi mà. Bây giờ em mà bỏ đi thì chị sống với ai đây? Sao ai cũng muốn bỏ tôi đi hết trơn vậy? Những cái lời này á, đúng ra chị nên nói với anh Quẩn từ đầu á, hay biết mấy. Đợi người ta bỏ đi rồi mới biết. Chị anh ơi, anh đây em đỡ, em đỡ cho, chỗ nặng quá hả? Chỗ đây đây em đỡ cho. Trời ơi, sao em nhìn đi. Trời ơi, ngày hôm nay anh Quẩn của em á, nhìn mặt đẹp trai lạ nè, chỗ sáng bừng bừng nè. Nè, ở đây công ty không phải nhà nha, nghiêm túc nha, không có đựng mặt rồi ôm mắt ở đây nha. Anh đừng giận em. Anh giận đồ đi đâu vậy anh? Trời ơi, anh Quẩn, anh ơi, em xin anh bao. Trời ơi, buông ra nè nha, tôi mệt hai người lắm rồi nha. Buông tay ra nha. Anh Quẩn ơi, trời ơi. Cái gì vậy ta? Em cứ nói gì lúc mà anh thì là con người ta chứ. Chứ ai thì là anh Quẩn, bỏ đi, công ty nào có thiếu anh được đâu. Bây giờ tụi em ôm anh hoài luôn, có khi nào mà anh không đi tụi em mới bỏ anh ra thôi. Để mình chị ôm được rồi, em níu anh đi. Trời đất ơi, hai đứa em làm cái gì vậy nè? Anh đi đâu đâu mà níu với ôm? Trời, đi đâu hả? Nè, anh lấy cái thùng, anh xếp hồ sơ của anh vô đây à. Anh bỏ đi, anh qua bên công ty khác làm rồi đúng cái không? Cái gì vậy? Anh nói rồi, em nhìn lại coi, cái này là hồ sơ em bỏ. Nhiệm vụ của anh ôm ra thùng rác em quăng ra ngoài. Anh có đi đâu đâu? Hả? Đồ hồ sơ cũ em kêu anh đi bỏ, em quên rồi hả? Hồ sơ năm 2009 luôn. Sao vậy? Ủa vậy là anh không có bỏ đi hả? Là sao anh bỏ bà xã của anh được chứ? Anh phải ở đây cùng với hai em xây dựng công ty Diều Gặp Gió này phát triển. Phải không anh? Trời, anh Quẩn không có bỏ chị, không có bỏ công ty này. Chị, anh Quẩn á đúng là người chồng lý tưởng á. Hồi xưa chị mà không lấy là em lấy rồi đó. Mày nói gì vậy mẹ? Nè, bây giờ tôi nói cho hai người nghe nha.
tôi sẽ ở lại cùng với công ty hai người với một điều kiện là hai người không được coi thường tôi ngày hôm qua. Coi thường tôi sẽ bỏ đi liền. Không, em sẽ không bao giờ. Hai người kể từ hôm nay hai người phải kính trọng và kính nể tôn kính tôi. Nghe rõ chưa? Em sẽ tôn kính anh, ok? Nhớ cung kính nghe chưa? Dạ. Yeah.